chương 321, phi cơ trực thăng thượng đối thoại. Xôn xao. Cánh quạt cấp tốc chuyển động, trên bầu trời nồng đậm màu đen sương khói bị cuốn đi vào, nhưng là mặc kệ nó chuyển động đến nhiều mau, đều không thể đem này đó mây đen cấp toàn bộ đánh tan, đông hải thị trên không, cùng với che trời, khói đen không hòa tan được. Lưu Phòng, là một người phi cơ trực thăng người điều khiển, có thể nói hắn bay qua rất nhiều địa phương, thậm chí trước kia cũng trải qua quá một ít không lớn không nhỏ chiến tranh. Nhưng là hiện tại, hắn sắc mặt căn bản vô pháp bình tĩnh, thậm chí cả người cơ bắp đều đang run rẩy. Này vẫn là Đông Hải thì sao? Mới một ngày thời gian không đến, chúng ta chỉ là đi một chuyến thủ đô, trở về thời điểm, liền biến thành loại này bộ dáng. Những cái đó biến dị lũ giả thú, cũng thật là đáng sợ đi. Số lấy ngàn vạn người A, à, chúng nó làm sao dám? Đông Hải thị, hoàn toàn xong rồi. Sắc mặt trắng bệch. Nói chuyện thời điểm, thanh âm càng là có chút nói lắp. Lý Trung Quốc ngồi ở bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa kính, nhìn Đông Hải thị tình huống hiện tại khi, hắn sắc mặt còn lại là âm trầm tới rồi cực điểm, trong ánh mắt toàn bộ đều là màu đỏ tươi tơ máu. Đã từng thoạt nhìn to lớn trắng lệ vật kiến trúc, lửa lớn hừng hực, khói đặc không ngừng. Toàn bộ Đông Hải thị đều bị màu đen sương khói bao phủ. Thoạt nhìn giống như một mảnh chết vực. Cách phi cơ trực thăng cửa kính, Lý Trung Quốc phản phất đều có thể đủ ngửi được bên ngoài tử vong hơi thở cùng khói thuốc súng hương vị. Hô. Thật sâu hít một hơi, Giang Nan đem ánh mắt từ biến thành phế tích Đông Hải thị mặt trên dời đi, phóng tới lưu phòng trên người, biểu tình ở ngay lúc này, thế nhưng lại trở nên có chút bình thường trở lại lên, tiểu lưu A, à, ngươi cùng ta đã bao nhiêu năm? Lưu phòng, thủ trưởng. Tổng cộng có 3 năm một tháng. Nhiệm vụ lần này, ngươi biết đi. Chúng ta là đi gặp cái kia màu ngân bạch mãn xà, dựa theo tối cao thủ trưởng mệnh lệnh, đi cùng nó đàm phán, Đông Hải Thị bị hủy thành như vậy, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến chúng nó hung tàn. Tiểu lưu, ngươi hối hận sao? Nói lời này thời điểm, Lý Trung Quốc phản phất nháy mắt già nu mười mấy tuổi. Nói không sợ chết, đó là giả. Nhưng là, có một số việc, hắn không thể không đi làm, vì quốc gia, vì thân nhân, cũng là vì chính hắn. Ta không hối hận. Thủ trưởng, từ ta nhập ngũ ngày đó, cũng đã làm tốt vì quốc gia trả giá sinh mệnh chuẩn bị. Lưu Phòng lời này tuy rằng phi thường kiên quyết. Sinh mệnh chỉ có một lần, tóm lại, mặc kệ thế nào, hiện tại chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hướng tới dịp thị tập đoàn đại lâu bên kia đi tới đi căn cứ tin tức, biến dị giả thú đàn vương liền ở bên kia. Lý Trung Quốc làm ra cuối cùng quyết định. Chỉ là, liền ở Lý Trung Quốc thanh âm rơi xuống thời điểm, một đạo màu đỏ sậm bóng dáng, đột nhiên ở phi cơ trực thăng bên cạnh xẹt qua. Lã tả. Lý Trung Quốc cùng lưu phòng hai người, lập tức xoát xoát hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó hai người đồng tử mảnh súc. T. Lý Trung Quốc trong miệng càng là đột nhiên hít hà một hơi. Lưu phòng còn lại là ngăn không được trung, trung rẫy nói, đầu, Thủ trưởng, nó đã tới. Hắn liền ở một con huyết ưng phía sau lưng thường, nó đang xem chúng ta. Ta biết. Bình tĩnh, bảo trì bình tĩnh. Lý Trung Quốc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đông Hải thị tình huống hiện tại đủ để chứng minh chúng ta biến dị giả thú quân đoàn lực lượng đi. Diệp Bắc Phun tinh tử, thanh âm lạnh băng, trực tiếp xuyên thấu phi cơ trực thăng cửa kính, cái quá cánh quạt thanh âm truyền tới Lý Trung Quốc cùng lưu phòng lỗ tai bên, làm ta đoán xem. Các ngươi hiện tại phi thường sợ hãi rồi lại tâm tồn may mắn, đồng thời rồi lại xưa nay chưa từng có phẫn nộ, nếu có có thể đối phó lực lượng của ta nói, nhất định sẽ lập tức đem ta bầm thay vạn đoạn, mỗi một cái gen đều cầm đi làm nghiên cứu, đúng hay không? Đông Hải thị tín hiệu tuy rằng đều bị cắt đứt, nhưng là quân đội còn ở. Nghe được dịp bắt lời này, Lưu Phòng cùng Lý Trung Quốc hai người thân thể sửng sốt. Mà Hoa Hạ Quốc, tối cao quyền lực văn phòng bên kia, vốn dĩ mấy người thảo luận đến phi thường kịch liệt, nhưng là nháy mắt liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Biến dị giả thú đàn đích xác rất mạnh, 100 cái đạn hạt nhân đều không thể giết chết bọn họ, nhưng là, trừ cái này ra, chúng nó còn có xưa nay chưa từng có trí tuệ, thậm chí có thể nháy mắt liền nhìn thấu các nhân loại nội tâm. Đây mới là nhất khủng bố sự tình. Nhân loại, toàn bộ đều là như thế. Luật trừng các ngươi càng thêm rõ ràng, lúc trước ở Sahara đại sa mạc thời điểm, đối chúng ta biến dị giả thú đàn nhóm động thủ, các ngươi nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, Đông Hải thị bên này sở tổn thất nhân loại, ở chúng ta xem ra, đạo lý kỳ thật giống nhau diệp bắt phung tinh tử nói lời này thời điểm thanh âm có vẻ phi thường nhẹ nhàng đông hải thị là hoa hạ quốc vì lúc trước ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới hảo kế tiếp chúng ta có thể bắt đầu tiến vào chính đề nói nói xem các ngươi sẽ cho ra cái dạng gì điều kiện làm ta không hề tiến công hoa hạ quốc mặt khác thành thị nếu điều kiện làm ta vừa lòng nói có lẽ ta sẽ suy xét suy xét ách diệp bắt lời này thật sự là quá quyết đoán lý trung quốc bản thân là lại đây đàm phán nghe xong những lời này sau hắn há miệng thở dốc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì hảo trên trán mồ hôi lạnh cọ cọ mạo xôn xao trừ bỏ cánh quạt chuyển động thanh âm ở ngoài hiện trường một mảnh tĩnh mịch hoa hạ quốc thủ lĩnh bên kia càng là yên tĩnh tới rồi cực điểm đúng vậy từ lúc bắt đầu chính là các nhân loại không ngừng đi tìm biến dị lũ giả thú phiền toái tìm cách đi phá hủy loại này tiềm tàng uy hiếp đứng ở biến dị lũ giả thú góc độ tới xem giết chết nhân loại thật sự không cần có bất luận cái gì áp lực xôn xao tối cao quyền lực văn phòng trung, kỳ khí thế uy áp nam nhân, tại đây loại trầm tịch không khí hạ, nửa ngày sau, mới trực tiếp đứng lên. Thủ trưởng, chúng ta, bên cạnh, một người ăn mặc màu đen tây trang lão giả, cũng là hoắc một chút đứng lên, ánh mắt lập lè. Nhân loại cùng biến dị giả thú chi gian, căn bản vô pháp chung sống hòa bình đi xuống, đương siêu việt nhân loại sinh vật cuộc khởi khi, chú định có một phương muốn trả giá sinh mệnh đại giới, thủ trưởng thanh âm vô cùng lạnh băng. T. Lời này rơi xuống, văn phòng nội, không ít màu đen tây trang các tiên sinh, đều đảo hút khí lạnh. Kết quả đã phi thường rõ ràng. Này mẹ nó chính là muốn cùng biến dị giả thú đàn nhóm ngạnh kháng rốt cuộc tiết tấu A. Thủ trưởng, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, Đông Hải Thị là quốc gia của ta lớn nhất thành thị chi nhất, bên trong có mấy ngàn vạn thị dân A. Thủ trưởng, liền tính là khai chiến, cũng không thể là loại này thời điểm. Đúng vậy, thủ trưởng, nhất định còn có khác biện pháp. Tuyệt đại đa số màu đen tây trang lão nhân tại đây loại thời điểm, đều nhịn không được khuyên can lên. Bất quá. Có một người ngoại trừ. Quách lão. Hoa hạ quốc quyền lực đỉnh vị trí mấy người chi nhất. Hắn như cũ ngồi ở ghế trên, nhìn đến tối cao thủ trưởng đã mau rời khỏi cửa khi, hắn mới chậm rãi nói, cùng toàn bộ hoa hạ quốc so sánh với, Đông Hải thì tính cái gì? Các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, nếu không cho những cái đó biến dị lũ giả thú biết chúng ta quốc gia quyết tâm, không cho bọn họ một chút sợ hãi nếm thử, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ ở chúng ta quốc gia hoàn toàn lan tràn khai cái loại này hậu quả, ai gánh vác đến khởi. Quanh! Mà ở quách lão thanh âm vừa mới rơi xuống khi, đông hải thị trên không, lại lần nữa đã xảy ra vô cùng đáng sợ tiếng nổ mạnh. Chương 322, khói đặt dưới hoa hạ quốc. Đông hải thị, trên không. Lý Trung Quốc cùng lưu phòng nơi phi cơ trực thăng, ở không trung huyền phù. Ngươi đem toàn bộ đông hải thị đều hủy hoại, mấy ngàn vạn, mấy ngàn vạn người A. Còn nói điều kiện. Ta nói cho ngươi, kia tuyệt đối không có khả năng, hiện tại rời đi Đông Hải Thị, rời xa Hoa Hạ Quốc, đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lưu Phòng hốc mắt đỏ bừng, đối mặt Diệp Bắc kia phiên lời nói sau, hắn cảm xúc hoàn toàn mất đi khống chế, trong miệng tê thanh rống lên lên. Câm miệng, tiểu lưu. Lý Trung Quốc giận mắng, theo sau nhìn về phía Diệp Bắc, ta sẽ hướng về phía trước mặt truyền đạt ngươi ý tứ, nhưng là tại đây phía trước, hy vọng các ngươi biến dị giả thú quân đoàn có thể vẫn luôn đều ở Đông Hải Thị ngốc, đây là cơ bản nhất điều kiện. Xôn sao? Chỉ là, liền ở Lý Trung Quốc giọng nói rơi xuống thời điểm, chiếm cứ ở một con huyết ưng phía sau lưng thượng diệp bắt mở ra miệng, một đoàn nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ, chung quanh không khí áp súc, phát ra xôn xao tiếng kêu to. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trung Quốc phản ứng lại đây, trừng lớn con mắt, đầy mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Đến nỗi lưu phòng, toàn thân đều mãnh liệt đến run rẩy, điều khiển phi cơ trực thăng ở không trung không ngừng đông đưa, lung lay sắp đổ phía trước những cái đó chiến đấu cơ bị đảo quốc người sở ăn cắp, sau đó lại có phòng không đạn đạo xạ kích, nếu không sai nói, này cũng có hoa hạ quốc trộn lẫn hợp ở trong đó đi, thay lời khác tới nói, chính là muốn mượn đảo quốc người Tây, thử biến dị giả thú quân đoàn thực lực. Ân, ừ, nếu tới nói, vậy đều lưu lại đi, hơn nữa vì thế trả giá đại giới. Tinh thần lực dao động trực tiếp truyền tới lưu phòng cùng Lý Trung Quốc trong đầu. Hai người sắc mặt cuồng biến. Muốn nói cái gì, nhưng là đã quá muộn. Vèo. Khi đoàn nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa, từ diệp bắt trong miệng phun ra nháy mắt ở không trung không ngừng tăng đại hiện ra ở lưu phòng cùng lý trung quốc hai người trong mắt khi hoàn toàn chính là một mảnh lóa mắt huyết hồng không cuối cùng một khắc lý trung quốc trong miệng còn bộc phát ra hết thảm một tiếng tới nơi này phía trước hắn đã biết giữ nhiều lành ít nhưng là chưa từng có nghĩ đến quá chính mình sẽ bị chết như vậy khuất nhục không chỉ có không có cùng biến dị giả thú quân đoàn đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị ngược lại sở hữu ý tưởng đều toàn bộ nhìn thấu ầm um, ầm um, ầm um khi đoàn ngọn lửa chốc lát giang liền đem phi cơ trực thăng cấp nuốt hết. Bất quá lúc này ở dịp bắt khống chế hạ, độ ấm không cao lắm, nhưng là lẫn nhau va chạm sau, lập tức liền dẫn phát thật lớn tiếng nổ mạnh. Hoa Hạ Quốc, tối cao quyền lực văn phòng. Lý Trung Quốc ngồi phi cơ trực thăng nổ mạnh trường hợp ở quân đội theo dõi hạ, rõ ràng truyền tới. Vốn dĩ đã mau rời khỏi văn phòng thủ trưởng trực tiếp dừng bước. Xoay người, nhanh chóng hướng tới màn hình bên này nhìn lại đây. Video chung Một con toàn thân đỏ như máu diều hâu, cổng một cái màu ngân bạch xà ở không trung xoay quanh màu ngân bạch xà trong miệng toát ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu vèo một chút phun ra hỏa cầu cùng phi cơ trực thăng va chạm nháy mắt ở đông hải thị trên không xuất hiện một đoàn vô cùng lóa mắt ánh lửa quá trực tiếp quá quyết đoán trước kia ở hoa hạ quốc quyền khuynh một phương lý trung quốc cứ như vậy hy sinh này xà hắn rốt cuộc muốn làm cái gì có người mở miệng trên mặt cơ bắp run rẩy khuôn mặt càng thêm có vẻ già nua vì cái gì là chúng ta hoa hạ quốc, bất luận là chỉnh thể thực lực, vẫn là quốc thổ diện tích, chúng ta hoa hạ thủ đô không phải đệ nhất A. Bên cạnh có người bổ sung. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia? Đúng rồi, dịp thị tập đoàn phó tổng giám đốc, cổ nguyệt. Đúng rồi, dịp thị tập đoàn lão tổng diệp Sơn đã bị nhận được thủ đô đi, lập tức đem hắn cấp đưa lại đây, hắn nhất định biết chút cái gì. Lại một vị tiên sinh nói. Đáng chết biến dị giả thú, không cần bị chúng ta bắt được đến cơ hội, nói cách khác, ta cho các ngươi chủng tộc toàn bộ đều tiêu diệt. Cắn răng, trong ánh mắt sợ hãi đồng thời, trên người tản ra vô cùng nùng liệt sát khí. Chỉ có một lần nữa phản hồi hoa hạ quốc thủ lĩnh, nhìn chầm chầm màn hình khi, thanh âm lẩm bẩm, Lý Trung Quốc. Hy sinh. Nói chuyện thời điểm, thân thể sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, phải biết rằng không lâu phía trước, Lý Trung Quốc còn ở bên này a, à, kết quả lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, liền trực tiếp bỏ mạng. Biến dị lũ giả thú máu lạnh chút nào không thua kém với nhân loại thời gian không ngừng trôi đi hoa hạ quốc thủ lĩnh sắc mặt cũng càng thêm khó coi lên thật lâu sau lúc sau hắn hai mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo lập tức hạ đạt tối cao văn kiện nhanh hơn tin anh nhân viên lui lại hơn nữa lập tức thống kê đông hải thị hiện tại thương vong tình huống phản kích chúng ta cần thiết mau chóng phản kích làm những cái đó biến dị lũ giả thú biết hoa hạ quốc là tuyệt đối không dung xâm phạm quách lão thủ trưởng chuyện này giao cho ta đi ta có thể bảo đảm trong vòng một ngày, đem các tinh anh toàn bộ bỏ chạy, đồng thời đem toàn bộ Đông Hải thị giao thông phong tỏa. Đến lúc đó liền tính đối những cái đó biến dị giả thú tiến hành hủy diệt tính đã kích, cũng không có vấn đề. Hảo! Thủ trưởng gật đầu. Nếu là ngày thường quách lão nói ra lời này, khẳng định lập tức lọc vào vô số người phản đối. Hủy diệt tính vũ khí. Đối chính mình quốc gia sử dụng. Này không phải điên rồi sao? Nhưng là hiện tại, không chỉ có thủ trưởng gật đầu, mặt khác các tiên sinh, cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Hoa Hạ quốc bên này cao tầng nhóm ở nhanh chóng hành động. Toàn thế giới, các đại quốc gia, các loại thế lực tổ chức cũng thông qua các loại phương pháp hướng tới Đông Hải thị lẻn vào. Mễ quốc. Tổng thống các hạ, lần này chúng ta xuất động đặc công đội 10 tổ, tinh nhuệ nhất hải quân lục chiến đội 10 tổ, mỗi một tổ chia làm 10 cái người. Trừ cái này ra, còn có đại lượng lính đánh thuê đội ngũ, tổng cộng chiến sĩ 1000 người. Một người ngực treo đầy huân chương nam nhân, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng nói. Kim Mao tổng thống ngồi ở ghế trên, Vệ tinh đã mất đi đối bên kia theo dõi, nhưng là vừa mới cơ quan tình báo truyền đến tin tức, bọn họ chặn được Hoa Hạ quốc quân đội tín hiệu, đạt được bộ phận tình báo, Lý Trung Quốc bị biến dị giả thú giết chết, lấy Hoa Hạ quốc thái độ, sẽ hoàn toàn phong tỏa Đông Hải thị, lúc này đây chúng ta hành động sẽ trở nên phi thường tiện lợi, tuyệt đối không cho phép thất bại, mặc kệ sự bất luận cái gì thủ đoạn, đều cần phải đem những cái đó biến dị lũ giả thú toàn. Bộ lưu tại phương Đông, lưu tại châu Á. Là, tổng thống các hạ. Nam nhân cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, vì Mỹ Quốc, vì toàn nhân loại, chúng ta nhất định sẽ làm được, tất cả mọi người ôm có hẳn phải chết quyết tâm. Đảo quốc. Bác ca. Nói cho những cái đó chuyên gia nhóm, nhanh hơn nghiên cứu, ở biến dị giả thú đi vào chúng ta đảo quốc phía trước, vẫn như cũ vô pháp phá giải nói, vậy đều đi tìm chết. Đảo quốc thủ tướng hùng hổ mắng. Đông Hải thị phát sinh sự tình, là thật sự đem hắn cấp dọa tới rồi. Biến dị giả thú điên cuồng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Trừ bỏ này hai cái quốc gia ở ngoài, cái khác, cũng tất cả đều trộn lẫn hợp tiến vào. Biết rõ biến dị giả thú khủng bố, những nhân loại này vẫn như củ tre già măng mọc, thủ đoạn ra hết, tốc độ càng là mau đến cực kỳ, đệ nhất chi tiểu đội, đến từ cây gậy quốc. Hơn nữa đã đến Đông Hải thị một chỗ không người bờ biển chỗ. Ái quốc cùng không yêu quốc. Vai chính lựa chọn hoa hạ quốc, nguyên nhân rất đơn giản, cổ nguyệt cùng dịp sơn ở mà thôi, toàn cầu nhân loại đối vai chính mà nói, đều là không có gì khác nhau. Kế tiếp cũng sẽ một đám viết đến. Chương 323, quốc gia cấp bậc lực lượng. Đông Hải thị bị màu đen khói đặc bao phủ. Chiến hỏa bay tán loạn. Nhưng là đối Hoa Hạ quốc cái khác thành thị tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Gần chỉ là ở trên mạng nhất lên một trận không lớn không nhỏ gió lốc mà thôi. Miêu Phát diễn đàn, trang đầu lớn nhất hình ảnh. Đi trước Đông Hải thị hết thảy giao thông toàn bộ đình chỉ, về Đông Hải thị hết thảy, đều đã vô pháp lại liên hệ thường, nổi danh chuyên gia Bạch Quản đời còn lại, sẽ vì đại gia giảng thuật Đông Hải thị chi mê. Ân vì giành được trong mắt, Miêu Phát liền cái gọi là chuyên gia đều thỉnh tới rồi. Mà này chuyên gia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thế nhưng ở thiệp bên trong, không ngừng tuyên dương nói Đông Hải Thị đang ở tiến hành hạng nhất bí mật quân sự hành động, cho nên mới đoạn tuyệt tín hiệu, các loại phân tích, các loại PS hình ảnh, cố tình còn một bộ nói có sách mách có chứng bộ dáng. Miêu Phát ra tay, mặt khác diễn đàn, trang web, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Thiên nhai Ta ở Đông Hải Thị những năm đó, giảng thuật một chút ta cùng Đông Hải thị không thể không nói bí mật cùng thành thị này thần kỳ chỗ. Viết cái này thiệp người, vừa thấy chính là cái loại này tình cảm thực phong phú gia hỏa, chỉ là, mở ra bên trong nội dung, toàn bộ đều là cái gì lung tung rối loạn quỷ thần truyền thuyết, thế nhưng nói hiện tại Đông Hải thị bị phong tỏa, là bởi vì toàn bộ thành thị nháo quỷ. Thị xã Quay Bộ, Tân Lãng Quay Bộ, các đại môn hộ trang web, đều ở đối Đông Hải thị sôi nổi báo đạo. Đương nhiên, ở này đó tin tức bên trong, không thiếu có một ít đầu óc tương đối thông minh nhân loại nghĩ tới biến dị giả thú đàn. Chỉ là khi bọn hắn đem ý nghĩ của chính mình vừa mới phát biểu sau khi rời khỏi đây, trước sau không đến 3 giây đồng hồ, đã bị các đại trang web cấp trực tiếp xóa bỏ. Thậm chí liền tài khoản IP đều cấp mạnh mẽ phong tỏa. Hơn nữa theo trên mạng, báo chí thượng, đại lượng xuất hiện lung tung rối loạn tin tức, này trực tiếp dẫn tới nguyên bản chân thật tin tức bị toàn bộ che giấu đi vào, một quốc gia cường đại quyền khống chế, tại đây loại thời điểm được đến đầy đủ thể hiện. Chỉ là vẫn luôn như vậy đi xuống tuyệt đối không phải một cái biện pháp đương các đại tỉnh thị đều ở thảo luận đông hải thị đến tột cùng đã xảy ra lúc nào cũng có một ít người đều bị chắn ở trên đường làm gì ta muốn đi đông hải thấy nữ nhi của ta vì cái gì chuyến bay hủy bỏ hàng không dân dụng cục cần thiết cho ta một cái cách nói bồi tiền bồi tiền bồi tiền sân bay một người mặc vàng đeo bạc lão thái thái chính nên một người ăn mặc bảo an phục nhân viên công tác cổ áo khí thế hôi hổi gào thét bên cạnh ít nhất có hơn 20 danh đang xem náo nhiệt người. Ca tàu hỏa còn lại là càng loạn. Đi trước Đông Hải thị đoàn tàu đột nhiên đình vận. Bắt ăn trộm A. A A. Có người trộm ta đồ vật. Ngu ngốc, bị chặn đường. Nơi này là ta địa phương, cút ngay cho ta. Nhìn cái gì nhìn? Nhìn ngươi sao tích? Đánh nhau A, tới A. Các xe lửa trạm đại sảnh, thậm chí là bên ngoài, tất cả đều tứ tung ngang dọc nằm hoặc là đứng người, mâu thuẫn ở chỗ này không ngừng bị kích phát, những cái đó cảnh sát chống bạo động nhóm, một đám đều bận rộn đến cả người ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí trong không khí đều tràn ngập từng luồng nồng đậm toan xú vị. Bất quá, đơn từ giao thông này một khối lại nói tiếp, đường cao tốc bên này, tuyệt đối là nhất có tố chất. Tiến vào Đông Hải thì cao tốc thông đạo bị mạnh mẽ cắt đứt, vô số xe con tài xế nhóm, bị chắn ở trên đường, tiến thối không được. Bất quá, bọn họ lại là một chút đều không để bụng. Ước chừng bị đổ 24 giờ lúc sau, không chỉ có không có bực bội, ngược lại từng người bắt đầu tìm nổi lên việc vui. Hắc! Đại mùi tử, các ngươi cũng đổ A. À. Ta mang theo âm hưởng, quảng trường vũ tới một đoạn nhi không? Một người hơn 50 tuổi bắt gái xuống xe, phát hiện bên cạnh lại một người hơn 40 tuổi phụ nữ chính nhàm chán, vì thế cười hô. Tỷ tỷ, ngươi này chỉ cậu là Tết đi sao? Có thể cho nó cùng nhà ta bối bối cùng nhau chơi sao? Đương nhiên có thể. Ân, cảm ơn tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp nhất lạc. Là... Thực hiển nhiên, đây là ở trên đường cao tốc lưu cẩu. Chơi mạch trượt lạp, tam thiếu một, ai tới? Đói chết ta. May mắn trong xe chuẩn bị tốt cũng đủ đồ ăn nấu cơm công cụ, cái lẩu đi khởi. Trừ cái này ra. Còn có không ít ở tại đường cao tốc chung quanh các thôn dân, cũng thừa cơ hội này, thương nghiệp đầu óc điên cùng kích phát. Bán mì gói lạp, 10 đồng tiền một chén, cung cấp nước ấm, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng nghi. 10 đồng tiền ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Cục sạc 99, chỉ cần 99, cơ hội khó được, mua được chính là kiếm được. Cùng loại với như vậy thét to thanh, càng là không ngừng ở trên đường cao tốc mặt vang vọng. Chỉ cần từ này đó tới xem, Hoa Hạ Quốc thật sự chính là một mảnh hòa bình, phản phất hết thảy đều là vô cùng bình thường. Chỉ có số rất ít người, mới ý thức được thế giới này thiên, đã ở lặng lẽ đã xảy ra thay đổi. Tỷ như nói đã trốn đi thủ đô Diệp Sơn. Đương hắn bị vài vị tiên sinh gọi vào màu đỏ phòng ở bên trong sau, hắn cả người đều là mộng bức trạng thái mà đương cổ nguyệt ngồi ở diệp bắc trên người ảnh chụp bị hắn nhìn đến hắn đồng tử càng là mãnh liệt co rút lại lên cổ cổ nguyệt đây là cổ nguyệt nàng như thế nào sẽ cùng những cái đó quái vật ở bên nhau không có khả năng a à, nàng là như thế nào làm được vì cái gì chúng nó không ăn nàng xem xong ảnh chụp diệp sơn rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trong miệng không ngừng kêu thủ trưởng còn có những cái đó các tiên sinh cảm thấy diệp sơn là đã chịu kích thích mới có thể như vậy trên thực tế diệp sơn đang nói lời này thời điểm nội tâm ý tưởng lại là, vì cái gì không phải ta, cổ nguyệt tính cái gì. Nàng chỉ là một cái diện mạo xinh đẹp một chút nữ nhân thôi. Nàng dựa vào cái gì có thể ngồi ở cái kia thật lớn thân trắng thường. Liền tính muốn ngồi, cũng là ta Diệp Sơn ngồi mới là. Hảo đi. Nếu Diệp Sơn loại này ý tưởng, bị này đó hoa hạ quốc cao tầng nhóm biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ đương trường mặt đen. Diệp Sơn, cổ nguyệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi biết nhiều ít. Ta mệnh lệnh ngươi, lập tức toàn bộ đều nói ra quách lão mở miệng trừng mắt cắt cao nhìn chằm chằm diệp sơn diệp sơn tuy rằng là diệp thị tập đoàn tổng tài ngày thường cao cao tại thượng nhưng là này vẫn là lần đầu tiên đi vào hoa hạ quốc nhất có quyền lực địa phương đối mặt quách lão uy nghiêm khi hắn thân thể rung lên căn bản không dám có nửa phần chậm trễ nhanh chóng nói lên ta ta cũng không biết chỗ nào cổ nguyệt là ta ca diệp bắt bạn gái từ ta ca xảy ra chuyện lúc sau nàng ở công ty ngây người một đoạn thời gian liền chủ động rời đi lúc sau căn bản không hề thấy ta thậm chí liền công ty đều không đi quản. Ngươi ca xảy ra chuyện. Chúng ta tra qua tư liệu, nghe nói là phi cơ sự thật, sau lại còn có một đám các ngươi công ty công nhân đi đại Tây Dương bên kia nghỉ phép, kết quả toàn bộ tử vong. Ta yêu cầu nhất chân thật tình báo. Lập tức nói. Diệp Sơn, ngươi cần thiết rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính. Quách lão tiếp tục uy hiếp, nhắc tới đại Tây Dương khi, hắn sắc mặt phi thường âm lãnh, cho rằng hắn thương yêu nhất tôn tử, quách thành nhạc, chính là ở đại Tây Dương mặt trên hy sinh, vẫn là bị biến dị giả thú đàn giết chết a à. a à. diệp sơn thân thể đột nhiên rung lên công nhân nhóm ở đại tây dương xảy ra chuyện diệp bắc cũng là chết ở đại tây dương thượng hiện tại cổ nguyệt cùng biến dị giả thú đàn ở bên nhau đương hắn đem này đó tuyến liên hệ lên sau trong mắt nháy mắt liền xuất hiện vô tận sợ hãi chương 324, có lẽ ta ca không chết hô ho hô ho. hoa hạ quốc nhất cụ quyền lực văn phòng diệp sơn mồm to hút khí Bên cạnh ngồi toàn bộ đều là hoa hạ quốc đỉnh cao nhất nam nhân, toàn bộ trong văn phòng mặt không khí vô cùng áp lực. Đối mặt những người này khi, Diệp Sơn biết, chính mình hết thảy bí mật đều không thể giấu giếm đi xuống. Ta ca là ta hại chết. Đến nỗi những cái đó công nhân nhóm, thật sự cùng ta không quan hệ, lúc ấy làm cho bọn họ đi đại Tây Dương bên kia du lịch, chính yếu mục đích chính là muốn xác định một chút Ta ca hay không còn sống. Ta chưa từng có nghĩ tới, bọn họ cũng sẽ tử vong ta thừa nhận ta nhiều lần đối cổ nguyệt từng có ý tưởng không an phận nhưng là cổ nguyệt trong lòng chỉ có dịp bắt ta chưa từng có đắc thủ quá nếu cái kia thân rắn thượng thật là cổ nguyệt hơn nữa những cái đó quái vật không có cắn nuốt cổ nguyệt nói nguyên nhân chỉ có một đó chính là chúng nó là nhận thức những cái đó quái vật cũng là đến từ đại tây dương ta hoài nghi chúng nó cùng ta ca có chặt chẽ liên hệ có lẽ ta ca không chết văn phòng trung diệp sơn không ngừng nói đương hắn nói xong lời cuối cùng một câu khi chính khuôn mặt đều hoàn toàn đen xuống dưới có thể ngồi ở chỗ này, đều là người thông minh. Tuy rằng rất nhiều chuyện thoạt nhìn không thể tưởng tượng. Nhưng là nghiêm túc suy nghĩ tưởng, liền sẽ phát hiện trong đó có lẽ thật sự có rất nhiều liên hệ. Nghe xong Diệp Sơn nói lúc sau, hoa hạ quốc thủ lĩnh chút nào không chần chờ, lập tức tuyên bố một cái mới nhất mệnh lệnh, bằng mau chính là tốc độ, điều đi Diệp Bắc sinh thời hết thảy tư liệu. Mặt khác một bên, Đông Hải Thị. Xôn xao. ầm 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 Cơ hồ không có lúc nào là, đều có vật kiến trúc ở thiêu đốt, ở sập, nồng đậm sương khói, sông thẳng tận trời, liền tính là ba ngày ban mặt, mặt trời lên cao, thành thị này cũng có vẻ vô cùng âm u. Trong không khí kia cực nóng hơi thở cùng khói thuốc súng hương vị, càng là càng thêm nồng đậm. Dịp bắt giờ phút này đã biến thành nhỏ nhất trạng thái. Đông Hải thị, nhất trung tâm khu vực, sở hữu vật kiến trúc đều đã bị sang thành bình địa, chỉ để lại một mảnh thật lớn quảng trường. Giờ phút này Diệp bắt liền chiếm cứ tại đây trên quảng trường. Hắn chung quanh, toàn bộ đều là biến dị lũ giả thú. Vương, đã qua đi mau hai ngày, toàn bộ Đông Hải thị nhân loại bọn tù binh đã toàn bộ tụ tập xong, hơn nữa vừa rồi đã được đến chuẩn xác con số, nhân số vì 1216 vạn đầu. Suy suy. Vương Văn thân thể chậm rãi di động đến Diệp bắt trước mặt, trong miệng phun ra màu đỏ tươi tinh tử, nghiêm túc nói, "Chú ý, hắn dùng để hình dung nhân loại từ lạc đầu, ở trong mắt hắn, nhân loại so biến dị giả thú không biết kém nhiều ít." Trống. Kim sư tử ở ngay lúc này cũng không cam lòng yếu thế, trừ bỏ đem nhân loại tù binh ở ngoài, chúng ta ở cái này thành thị trung phát hiện đại lượng thú loại. Trong đó miêu số lượng vượt qua 50 nhiều vạn chỉ, hơn nữa vườn bách thú trung một ít sư tử, này trực tiếp dẫn tới chúng ta đội ngũ số lượng sinh ra trước nay chưa từng có cấp bậc tăng lên. Một khi nhanh hơn sinh sản, cái này số lượng còn sẽ thành tăng gấp bội thêm. Xà số lượng cũng rất nhiều. Đặc biệt là ở chúng ta điều tra một ít quán ăn thời điểm, phát hiện đại lượng từ địa cầu các nơi vận lại đây xà, trắng độc, bình thường xà, mãng xà, loại hình rất nhiều, căn cứ thống kê, số lượng vượt qua là 15 vạn. Chỉ cần cũng đủ tiến hóa dược tề, xà tộc quân đoàn, sẽ nháy mắt khuếch trương mấy trăm lần. Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoang mua vui bọn họ cũng là hưng phấn hội báo chiến tích, nói thật, Đông Hải thị hành trình, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, không chỉ có cắn nuốt đại lượng đồ ăn, còn ở cái này tràn đầy sắt thép xi măng thành thị trung phát hiện đại lượng loài rắn, phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá! Này cũng làm biến dị giả thú quân đoàn đối nhân loại càng thêm tràn ngập sát ý, 15 vạn đều xà bị làm như đồ ăn, vô số miêu cẩu bị quyển dưỡng lên trở thành món đồ chơi, sư tử, lão hổ, các loại giả thú, nhốt ở nhà giam, cung người xem xét, còn mỹ danh rằng bảo hộ hoang dại động vật, giàu có tình yêu. Quả thực là vô sĩ tới rồi cực điểm. Theo Kim Sư Tử, Vương Văn, Xuân Hoa Thu Nguyệt bọn họ mở miệng. Kế tiếp cái khác biến dị giả thú chủng tộc đầu lĩnh, cũng đều nhìn không được. Vương, thành thị này trung lão thử số lượng vô số kể, chỉ là tất cả đều sinh hoạt tại hạ thủy đạo cùng với các loại dơ loạn trong hoàn cảnh, thân thể tố chất phi thường kém, bất quá bọn họ sinh mệnh lực nhưng thật ra phi thường ngoan cường, căn cứ chúng ta phỏng chừng, số lượng ít nhất ở ngàn vạn cấp bậc. Bởi vì số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ là khống chế một ít tố chất tương đối cường lão thử, tổng số vì 1.100. Một con thân thể dài đến 1 mét 5 màu đen chuột vương mở miệng phun ra tiếng Anh, phi thường lưu sướng. Mấy ngàn vạn lão thử A. Một khi có cũng đủ tiếng hóa dược tề. Đến lúc đó biến dị chuột nhất tộc, đủ để nhẹ nhàng chế bá toàn bộ địa cầu. Nhưng mà, này chuột vương mới vừa nói xong, một con dài đến 2 mét, thân thể mặt ngoài du quan tỏa sáng to lớn con kiến tể ra tới, một bộ không cam lòng yếu thế bộ dáng, vương, đông hải thị phi thường đại, tuy rằng nhân loại chiếm cứ đại lượng sinh tồn không gian, nhưng là nơi này con kiến dựa vào vô cùng tiểu nhân thân thể ngoan cường sinh hoạt, căn cứ chúng ta kiến tộc đặc có ngôn ngữ phương thức, tổng cộng ở đông hải thị tìm kiếm ra ổ kiến chính vạn nhiều, con kiến tổng số vượt qua 1 tỷ. Thanh âm rơi xuống, này kiến vương còn đắc ý nhìn mắt chuột vương. T. 1 tỷ. Cái này con số, thật là đem mọi người đều cấp dọa tới rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại thật dễ dàng lý giải. Con kiến tùy ý có thể thấy được, tùy tiện tìm một cái con kiến hoa, bên trong đều có vô số con kiến, rừng cây, công viên, vật kiến trúc khoảng cách, cầu vượt hạ, kia khổng lồ số lượng, căn bản vô pháp tính toán, mà toàn thế giới con kiến tổng số, sớm tại 2005 năm thời điểm, căn cứ quyền uy chuyên gia tổng điều tra, liền đạt tới 54678253, 5600 triệu chỉ. Đây mới là địa cầu thượng chân chính bá chủ A kiến vương lên tiếng kế tiếp chủng tộc khác vương nhóm kế tiếp hội báo chiến tích khi tất cả đều đều thấp không ít thực mau cổ nguyệt tony bọn họ cũng theo lại đây cổ nguyệt đông hải thị sở hữu nhân loại đều đã chỉnh hợp xong đại lượng trường học bị tham ô ra tới dùng để sinh sản tiến hóa dược tề dự tính hậu thiên liền có thể bình thường đầu nhập sinh sản tony cực đại đa số nhân loại đối với chế tạo dược tề hoàn toàn không biết gì cả chúng ta mấy ngày qua không ngừng thông qua video phương thức đối bọn họ tiến hành phổ cập khoa học may mắn này đó cùng nhiệt nhân loại đối tiến hóa dược tề xua như xua vịt học tập lên phi thường mau ta có tin tưởng 10 ngày nội làm tất cả mọi người nắm giữ phối chế phương pháp chỉ cần có cũng đủ tài liệu 10 phút 30 phút một giờ đương đi qua hơn một giờ dịp bắt lúc này mới nghe xong toàn bộ biến dị giả thú quân đoàn hội báo xong nói thật đương kia một đám khổng lồ con số sau khi xuất hiện dịp bắt chính mình cũng bị thật sâu chấn động tới rồi dựa theo như vậy phát triển đi xuống địa cầu căn bản là không đủ sinh tồn lao ra địa cầu, tìm kiếm cái khác sinh mệnh chi nguyên là thế ở phải làm. Đương nhiên, theo phía chính mình thực lực càng thêm lớn mạnh, số lượng khống chế, chủng tộc chi gian cân bằng, cũng đều là cần thiết có hoàng mỹ quy hoạch mới được. Xuy suy Trong miệng phun ra màu đỏ tươi tinh tử, liền ở dịp bắt chuẩn bị đối biến dị giả thú quân đoàn làm một cái tổng kết thời điểm, hệ thống thanh âm, đột nhiên ở hắn trong đầu mặt vang lên, thanh âm này làm dịp bắt hai mắt vui vẻ. Chương 325, không biết sống chết cây gậy quốc tiểu đội. Không trung tối tăm khói đặc cuồn cuộn. Đông Hải thị ngay trung tâm, lại là có từng đạo ánh mặt trời sái lạc, chiếu vào này tràn đầy phế tích thổ địa, làm nơi này có khác một phen cảnh sắc. Diệp Bắc chiếm cứ ở bên trong. Cổ Nguyệt, Tony, Kim Sư Tử, Vương Văn, Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tìm Hoang Mua Vui, Huyết Nguyệt. Bọn họ làm biến dị giả thú quân đoàn trung trung tâm, toàn bộ đều vây quanh ở Diệp Bắc chung quanh. Xà tộc số lượng phát triển đến một vạn điều, nhiệm vụ hoàn thành, tiến hóa gen số 100. Kích phát tân nhiệm vụ, toàn diện phá giải thần thú văn minh khoa học kỹ thuật, khen thưởng tiến hóa gen số 1000. Hệ thống thanh âm truyền đến. Phát triển xà tộc nhiệm vụ hoàn thành, Đông Hải thị xà, cao tới 15 vạn, điểm này nhưng thật ra phi thường bình thường. Chân chính làm dịp bắt vui sướng chính là phá giải thần thú văn minh khoa học kỹ thuật, thế nhưng còn có khen thưởng. Trước cuộc loại chuyện này, liền tính hệ thống không đi yêu cầu dịp bắt, hắn cũng sẽ bằng mau là tốc độ đi hoàn thành a. Bất quá, ở hưng phấn rất nhiều, có một chút, dịp bắc vẫn là hơi chút có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, giải cứu mẫu xà nhiệm vụ này phi thường đơn giản, nhưng là ở Sahara sa mạch dưới nền đất không có phát hiện mẫu xà, đi vào nhân loại thế giới trung lúc sau, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì mẫu xà tung tích. Có thời gian nói, mẹ quốc bên kia cũng phải đi một chuyến mới được, mẫu xà khẳng định ở bên kia. Diệp bắt trong lòng âm thầm nghĩ. Lã tả. Lúc này mới mở mắt, quét mắt chung quanh biến dị lũ giả thú. Xuy suy Trong miệng phun ra màu đỏ tươi tinh tử. Thực hảo. Các vị, bất quá có một chút các ngươi cần thiết rõ ràng địa cầu cũng chỉ có lớn như vậy đương sinh vật số lượng đạt tới nhất định con số thời điểm liền sẽ quá tải cho nên ở lao ra địa cầu phía trước cần thiết đem các đại chủng tộc số lượng tiến hành một hợp lý quy hoạch khi chúng ta sinh tồn ở viên tinh cầu này thượng thời điểm nhất định phải bảo đảm viên tinh cầu này nhất tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh phương diện này từ biến dị con khỉ cổ nguyệt kim sư tử các ngươi đi phân tích mặt khác đông hải thị cũng có rất nhiều nhân tài như vậy trừ cái này ra chế tạo ra tới tiến hóa dược tề ưu tiên cung cấp cấp giả thú quân đoàn sử dụng đại gia tốt nhất đều tại đây đoạn thời gian tiến hóa đến càng cường diệp bắc thanh âm lạnh lùng vô cùng bình tĩnh đương toàn nhân loại đều ở nghiên cứu nên như thế nào đem biến dị giả thú từ địa cầu thượng diệt trừ hơn nữa không tiếc vì thế không kiên nể gì sử dụng đạn hạt nhân tình nguyện đem toàn bộ địa cầu hủy diệt khi diệp bắc tự hỏi đến càng nhiều lại là thế nào mới có thể nhanh chóng biến cường phòng ngừa sắp đến sao trời xà cùng với không ngừng ác liệt hoàn cảnh là vương yên tâm hảo vương ở không có đủ đồ ăn chống đỡ hạ chúng ta sẽ bảo đảm số lượng phối hợp tính làm nhân loại đi tiếp tục sinh sản đưa bọn họ làm như đồ ăn nói là được biện pháp tốt nhất chính là làm những nhân loại này tiên tiến hóa như vậy ăn lên mới có hương vị chung quanh biến dị lũ giả thú lập tức phụ hợp lại mà toàn bộ đông hải thị tại đây hai ngày chỉnh hợp hạ càng thêm xu gần với vững vàng phê lượng sinh tồn tiến hóa dược tề làm sở hữu nhân loại tiến hóa hết thảy đều sắp tới chỉ là loại này thời điểm toàn thế giới những nhân loại này nhóm cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Đông Hải Thị, một chỗ không người bờ biển. Xôn xao. Màu lam nước biển, không ngừng chụp phủi trụi lũi cục đá, phát ra xôn xao giòn tiếng vang. Một chỗ trên lệch vượt qua 5 mét đoạn nhai hạ ngừng một con thuyền phi thường không chớp mắt thuyền đánh cá. Rốt cuộc đến Hoa Hạ Quốc, tư đều nói phòng vệ phi thường nghiêm, hải quân rất mạnh, kỳ thật cũng bất quá như thế sao. Vẫn là chúng ta đại cây gậy dân tộc mạnh nhất, dùng Hoa Hạ Quốc nói tới nói, cái này kêu làm thần không biết quỷ không hay Sumimida. Rầm. Kim ở trung một bàn tay nắm một phen AK-47, nói chuyện khi hoắt một tiếng từ thuyền đánh cá thượng nhảy xuống, dừng ở trong nước biển phát ra rầm tiếng vang, làm này chi tiểu đội đội trưởng, một đường thông thuận vô cùng, cái này làm cho hắn đầy mặt đều là đắc ý. Thuyền đánh cá trung có 5 người, đương Kim ở trung cái thứ nhất nhảy xuống sau, ngay sau đó lại nhảy xuống một người, ăn mặc màu đen tây trang, tóc sơ đến du quan tỏa sáng, trên vai cổng một phen năng chặn thương, bên hông treo hai quả lựu đạn, một bộ cây gậy quốc tiểu thịt tươi bộ dáng, tên của hắn kêu thôi nải, nói chuyện khi, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc, Hoa Hạ Quốc, "Đừng nói giỡn, ta phụ thân là một người lịch sử học giả, hắn nói qua, rất nhiều năm trước Hoa Hạ Quốc là thuộc về chúng ta cây gậy quốc, cho tới bây giờ, nơi này nhân dân nhóm đều chảy xuôi chúng ta đại cây gậy quốc huyết mạch, hiện tại, chúng ta chỉ là lại đây cứu vớt những cái đó bị quên đi đồng bào nhóm mà thôi." Lý Thành Mẫn, "Có đạo lý, loại này lực phòng ngự, ta cảm giác chúng ta năm người đều có thể thu phục cố thổ." Chuẩn bị tốt dây thừng, bò lên trên đi lại nói. Mặt trên đem biến dị thú nói được như vậy cường Thật là chuyện bé xé ra to, liền tính cường đại nữa, cũng bất quá chỉ là một đám giả thú mà thôi, có thể chống đỡ được viên đạn. Hàng thạc, tuổi không đến 30 tuổi, tóc ngắn, làn da trắng nõn, hoàn hoàn toàn toàn tiểu bạch kiểm loại hình, nói chuyện khi từ thuyền đánh cá thượng trảo ra một quyển dây thừng, cột lên móc sắt bắt đầu leo núi. Cuối cùng một người, là một người đại thúc, bộ dáng thoạt nhìn đại khái 40 tới tuổi, trên mặt tất cả đều là râu, tên của hắn rất có ý tứ, kêu xe quá quý, nhắc tới hoa hạ quốc khi, này đại thúc nhưng thật ra không có đi phê phán, mà là một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng. Nghe nói Đông Hải thị đã xảy ra thật lớn tai nạn, thông tin toàn vô, thậm chí vệ tinh đều không thể quan trắc đến. Thật muốn nhìn xem, hiện tại là tình huống như thế nào a? À? Yên tâm hảo, chúng ta là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, bất luận cái gì thế lực gặp được chúng ta đều sẽ thất bại. Lần này hành động trọng yếu phi thường, đại gia đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ sau nhanh chóng rời đi. Kim ở trung nắm AK 47, đứng ở một khối đá ngầm thường hùng hổ, nói chuyện chi gian dây thừng đã chuẩn bị xong, hàng thạch đi đầu, Lý Thành Mẫn đuổi kịp, kim ở trung lóc sau. Gần chỉ dùng không đến 20 giây. Này một chi tiểu đội đó là thành công lên bờ, chỉ là đông hải ngoại ô thành phố khu, dân cư thưa thớt, phá hư không phải rất nghiêm trọng, sau khi lên bờ này năm người lập tức triển khai hành động. Mau mau mau, sơ Đi tới, tiếp tục đi tới. Một khi phát hiện mục tiêu liền trực tiếp xạ kích. Làm phiên này đàn hoa hạ người trong nước, đem biến dị lũ giả thú toàn bộ trảo trở về phỏng chừng bọn họ thịt phi thường đáng giá đi vừa lúc chúng ta quốc gia thịt loại giá cả cao có này đó nói tất cả mọi người có thể ăn thượng thịt vì thịt vì đồ chua chú ý không cần bị phát hiện này đàn cây gậy quốc tiểu đội tuyệt đối là không biết sống chết ở đông hải ngoại ô thành phố khu lùng cây trung nhanh chóng đi qua một bên kêu không cần bị phát hiện một bên nói chuyện thời điểm thanh âm phi thường đại bất quá đổi một cái góc độ tới xem liền không khó lý giải bọn họ làm vũ trụ mạnh nhất cây gậy quốc tinh anh chiến đội, toàn vũ trụ không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn họ bước chân, liền tính bọn họ lại kiêu ngạo, lại không kiên nể gì bại lộ chỉ số thông minh, cũng không có gì cùng lắm thì. Chỉ là, liền tại đây chi tiểu đội, vừa mới chạy ra khỏi lùng cây sau, liền toàn bộ đương trường sững sờ ở tại chỗ. Chương 326, chân chính đối mặt tử vong. Hô hô. Biển rộng thường, lãnh nhiệt khí thể trao đổi, dẫn tới không ngừng có gió biển thổi quá hô hô rung động, kim ở trung xe quá quý này chi tiểu đội là từ phi thường hẻo lánh bờ biển tiến vào đông hải thị bởi vì cùng biển rộng mặt bằng có nhất định trên lệch hơn nữa ở lùng cây trung vẫn luôn là hướng cao hơn đi tới này địa thế muốn cao hơn đông hải thị không ít chỉnh thể là một mảnh đồi núi cho nên đương này chi năm người tiểu đội đứng ở đồi núi tối cao chỗ nhìn về phía toàn bộ đông hải thị sau tất cả đều bị chấn động đến không nhẹ kim ở trung trên mặt cơ bắp run rẩy lý thành mẫn há to miệng hàng cực đại khẩu hút khí thân thể lúc lên lúc xuống thôi nải sắc mặt biến thành màu đen, đôi mắt trừng lớn, bên trong toàn bộ đều là tơ máu. Xe quá quý hai chân run rẩy, một bộ tùy thời khả năng ngã quỵ trên mặt đất bộ dáng. Bọn họ chỗ đã thấy kia một màn, thật sự là quá chấn động, quá vượt qua tưởng tượng. Phía trước là mênh mông vô bờ to lớn vật kiến trúc, nhưng là tất cả đều có vẻ rách nát bất kham, lửa lớn hừng hực, không ngừng có từng luồng màu đen khói đặt hướng tới trên không lan tràn. Trong không khí, mùi máu tươi, khói thuốc súng vị, cùng với ngọn lửa đốt cháy khí vị, càng là nồng đậm vô cùng trên đường phố. Trọng rạp dừng lại xe con, mặt trên dính đầy vết bẩn. Hoàn cảnh này trung. Đáng sợ nhất chính là, một người nhân loại đều nhìn không tới, hoàn toàn tương phản, vô số biến dị lũ giả thú tại đây loại phế tích trung qua lại xuyên qua. Lý Thành mẫn há to miệng, nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu tới, Kim, Kim ở trung đội trưởng, này. Nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, con kiến, ngươi xem, phía trước là một con con kiến, quá không thể tưởng tượng, hắn sao có thể lớn như vậy, hơn nữa tùy tiện đều có thể dơ lên một chiếc xe con. Bọn họ hình như là ở rửa sạch con đường. Còn có, thành thị này nhân loại đâu? Tận thế. Chẳng lẽ chúng ta đi vào tận thế thế giới sao? Thành thị biến thành phế tích, trên đường phố nơi nơi đều là quái thú hoành hành. Hàng thạc cảm giác chính mình đầu không đủ dùng. Thôi nãy, này vẫn là hoa hạ quốc sao? Ta. Như thế nào cảm giác đi tới một cái khác thế giới? Chiến tranh. Này nhất định là chiến tranh dẫn tới, kim đội trưởng, ta kiến nghị lập tức đem tình huống nơi này hội báo cấp mặt trên, mặt khác, chúng ta cần thiết lui lại, ngươi xem, những cái đó lão thử mỗi một con đều so với chúng ta còn muốn đại, nếu như bị phát hiện nói, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xe quá quý nói chuyện thanh âm run rẩy, hai mắt lại là gắt gao nhìn chầm chầm một con màu đen thật lớn lão thử, cảm giác cả người lạnh cả người. Đến nỗi loại này thời điểm, làm đội trưởng Kim ở trung, đã là hoàn toàn quên mất tự hỏi. Tới nơi này phía trước, hắn tin tưởng tràn đầy, thậm chí một lần cảm thấy hoa hạ quốc quá yếu. Bất kham một kích. Chính là nhìn đến trước mắt tình huống, hắn thế giới quan xem như hoàn toàn bị điên đảo. Có lẽ, hoa hạ quốc đã sớm đem biển rộng thượng hết thảy phòng vệ cấp rút về. Từ đầu tới đuôi, đều là cố ý phóng một ít ngoại cảnh thực lực tiến vào Đông Hải Thị, mượn bọn họ tay, dời đi biến dị giả thú lực chú ý a à. Các vị, bình tĩnh một chút. Này đó biến dị lũ giả thú trước mắt cũng không có phát hiện chúng ta. Ít nhất chúng ta hiện tại là an toàn, tìm đúng cơ hội, tìm kiếm lạc đơn biến dị giả thú, nổ súng xạ kích, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức lui về phía sau. Kim ở trung cắn răng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, hàng thạc, ngươi ở phía trước dò đường. Vì cái gì là ta? Hàng thạc sắc mặt một ngưng. Hắn không phải ngu ngốc, phía trước nơi nơi đều là biến dị giả thú, đi dò đường lời nói, tuyệt đối là bị chết nhanh nhất. Chỉ là... Hắn này chất vấn vừa mới rơi xuống, lập tức liền đã chịu mặt khác đồng đội chỉ trích. Thôi nãy, đội trưởng mệnh lệnh ngươi cũng dám vi phạm đừng quên ngươi là vũ trụ mạnh nhất quốc gia quân nhân cho ngươi đi liền đi vì nước mà chết có cái gì cùng lắm thì huống chi còn có chúng ta ở phía sau lý thành mẫn trừng mắt xe quá quý đi thôi thôi nãy ta tin tưởng ngươi đương tử vong sắp xảy ra khi thậm chí có một ít nhân loại sẽ chẳng biết xấu hổ đứng ở đại nghĩa đỉnh dùng các loại lấy cớ đi để cho người khác chết trước hiện tại chính là như vậy ca tình huống bốn người toàn bộ nhìn hàng hạt hảo đi các ngươi theo sát có nguy hiểm nhất định phải yểm hộ ta hàng thạc trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh nhưng nhìn đến bốn người ánh mắt sau hắn căn bản không đến lựa chọn chỉ có thể căng da đầu cầm vũ khí tiếp tục đi tới một mét năm mét mười mét lần này mấy người đi tới tốc độ phi thường chậm hơn nữa một đám nhắm chặt miệng cũng không dám nữa phát ra bất luận cái gì thanh âm mười hai mễ khi kim ở trung đột nhiên dừng lại mà hàng thạc vẫn như cũ ở tiếp tục đi tới. Xe quá quý, thôi nãy, Lý Thành Mẫn, các ngươi thấy được sao? Phía trước 11 giờ chung phương hướng, có một cái biến dị xà, nó di động tốc độ phi thường chậm, đợi lát nữa ta kêu nổ súng thời điểm, đại gia cùng nhau nổ súng. Giết chết nó sau, Lý Thành Mẫn tiến lên chẳng sợ lộng tới một tia máu cũng đúng, sau đó chúng ta liền lập tức lui về phía sau. Kim ở trung thanh âm phi thường tiểu. Kia! Hàng thạc đâu? Xe quá quý trên trán đậu đại mồ hôi rơi trên mặt đất. Kim ở xuôi tai bãi, trên mặt lại là không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, hắn ở đằng trước, vừa lúc có thể hấp dẫn khác biến dị giả thú lực chú ý, cho chúng ta nhiệm vụ, tranh thủ đến nguyên vẹn thời gian, hàng thạc là vĩ đại. Xe quá quý trầm mặt. Là. Đội trưởng, ta biết nên làm như thế nào. Thôi nãy, Lý Thành mẫn lại là không có bất luận cái gì do dự. Hảo. Nghe xong này hai người thanh âm, xe quá quý lúc này mới cắn răng gật đầu. Thực hảo. Chúng ta nằm sấp xuống, chờ cơ hội. Kim ở Trung Quốc khẽ một tiếng. Lúc này, hàng Thạc đi tuốt đàn trước mặt, phía trước những cái đó đáng sợ biến dị giả thú, làm hắn trong lòng run sợ, thậm chí một lần đầu chỗ trống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tồn tại đi trở về. Chúng ta cây gậy quất là vĩ đại nhất, ta là ưu tú nhất chiến sĩ, ta phía sau còn có cùng nhau kề vai chiến đấu quá đồng bọn, bọn họ sẽ không từ bỏ ta. Vừa đi thời điểm, trong miệng của hắn còn một bên lẩm bẩm nói, những lời này không thể nghi ngờ làm hắn dũng khí gia tăng rồi mấy lần, chỉ là hắn giờ phút này hoàn toàn không có nhận thấy được, hắn nói ra lời này, là cỡ nào buồn cười. Chân chính đối mặt tử vong. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Đem sinh mệnh ký thác ở người khác trên người, đây là ngu xuẩn đến cực điểm sự tình. 5 giây. 10 giây. Kim ở trung quỳ rạp trên mặt đất, thân thể nóng lên. Một bàn tay nắm một phen AK-47, ngón trỏ đặt ở cò súng thượng. Khai hỏa. Rốt cuộc, trước mặt phương đại khái 300 mễ vị trí, một con rắn tiến vào xạ kích phạm vi sau, kim ở trung trong miệng quát khẻ. Lộc cộc. Ngay sau đó, xe quá quý, Lý Thành Mẫn, thôi nãy ba người đó là điên cuồng xạ kích lên, nguyên bản trầm tịch Đông Hải thị phế tích, nháy mắt đã bị kịch liệt súng vang thanh sở tràn ngập. Bá bá bá. Thanh âm này chốc lát gian liền hấp dẫn vô số biến dị lũ giả thú. Có nhân loại. Đáng chết. Đại gia mau qua đi. Giết chết nhân loại, ăn luôn bọn họ. Mau. Trong miệng hô to. Nói toàn bộ đều là phi thường thuần khiết tiếng Anh bọn họ đang nói chuyện. Kim ở trung đặt ở cò súng mặt trên ngón tay, nhanh chóng khấu động, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ. Xong đời, bị phát hiện. Thôi nãy, Lý Thành Mẫn, xe quá quý, ba người trong miệng kêu to, lập tức xoay người, hướng tới phía sau chạy tới, muốn trở về biển rộng. Mà đi tuốt đàn trước mặt hàng thạc. Sắc mặt một mảnh trắng bệt. Chương 327, Thần Thú Văn Minh tin tức. Lộc cộc. Kịch liệt tiếng súng, làm yên tĩnh phế tích thành thị phản phất nháy mắt tràn ngập sinh cơ. Nguyên bản những cái đó ở rửa sạch con đường, dựa theo trật tự làm việc biến dị lũ giả thú, lập tức liền theo thanh nguyên vọt lại đây. Một trăm chỉ. Một ngàn chỉ. Trậm rạp, số lượng vô cùng khổng lồ. Nhân loại nổ súng, này đối biến dị lũ giả thú mà nói, tuyệt đối là đáng giá hưng phấn sự tình, bởi vì dịp bắt phía trước nói qua, nếu đầu hàng nói, là không cho phép ăn. Những người này nổ súng, thực hiển nhiên cũng đã phạm vào tử tội, sẽ chân chính trở thành đồ ăn hơn nữa vẫn là ai cái thứ nhất cướp được chính là ai, này đó biến dị lũ giả thú, tự nhiên là vô cùng tích cực. Bị, bị phát hiện. Kim, Kim đội trưởng bọn họ. Đi tuốt đàn trước mặt hàng thạc, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình các đồng đội sẽ đột nhiên nổ súng. Đối mặt xong tới biến dị giả thú đàn, hắn trực tiếp bị dọa choáng váng đương trường quỳ trên mặt đất, trên người bất luận cái gì sức lực đều xử không ra. Thậm chí đương hắn bị một đầu biến dị lan một mụn cắn đứt cổ khi, trong mắt đều còn trừng đến đại đại, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Chạy mau a. À. Lui, lập tức lui về phía sau. Cái kia xà không chết, bị bắn nhiều như vậy thương, hắn còn ở động, sao có thể? Tình báo có lầm, mặt trên lén gạt đi chúng ta. Kim ở trung bên này, cuối cùng là phản ứng lại đây, một đám trong miệng lớn tiếng kêu, đặc biệt là nói cuối cùng một câu thời điểm, bọn họ trên mặt toàn bộ đều là tuyệt vọng. Quốc gia phương diện, vì làm cho bọn họ có thể tới Hoa Hạ quốc chấp hành nhiệm vụ, vẫn luôn chỉ là cường điệu biến dị giả thú rất mạnh mà thôi. Nhưng là chưa từng có nói cường đại đến loại nào nông nổi a. À. Kim ở trung bọn họ, cũng là bị người đương quyền cấp bán đi kia một nhóm người, cùng hàng thạc không có bất luận cái gì khác nhau. Vèo. Vèo. Răng rắc, răng rắc. Đáng thương cây gậy quốc tiểu đội, này năm người mới vừa lên bờ không đến 10 phút, liền toàn bộ tử vong, không chỉ có không có bất luận cái gì tin tức truyền lại trở về, thậm chí liền toàn bộ thân thể đều toàn bộ trở thành biến dị lũ giả thú trong miệng đồ ăn. Đặc biệt là Kim ở trung đương hắn bị một con biến dị lão thử cắn thời điểm. Trừng lớn con mắt, vừa lúc nhìn đến cái kia vừa rồi bị chính mình đám người bắn trúng biến dị xà cũng ở cắn nuốt đồ ăn. Hơn nữa, trên người bắn ra tới miệng vết thương, theo không ngừng cắn nuốt đồ ăn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên, như vậy một màn, làm hắn triệt triệt để để tuyệt vọng. Nếu ngay từ đầu liền biết biến dị lũ giả thú như vậy cường đại nói, rời đi cây gậy quất thời điểm, hắn vì sống sót, sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, có bao xa chạy rất xa cây gậy quốc tiểu đội, chỉ là cái thứ nhất tiểu đội mà thôi. Đông Hải Thị, trung tâm vị trí. Xuy suy Vương Văn Phung tin tử, nhìn phía trước đang ở nhắm mắt lại nghỉ ngơi dịp bắt, nhanh chóng hội báo đi lên tình huống, Vương. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải Thị chung quanh, không ngừng có một ít võ trang nhân loại tiểu đội tiến vào, hơn nữa lấy các loại phương thức đối chúng ta biến dị giả thú đang tiến hành xạ kích, đến trước mắt vị trí, gần chỉ là làm bộ phận biến dị giả thú bị thương, bởi vì có cực cường khôi phục lực, nhưng thật ra không có tổn thất bất luận cái gì một cái bị phát hiện tiểu đội trên cơ bản đã toàn bộ đều hiện trường bị cắn nuốt đồng thời căn cứ biến dị chim bay nhóm tình báo ở đông hải thị phụ cận hải vực có đại lượng con thuyền đang ở tới rồi hoa hạ quốc bên này không có thiết trí bất luận cái gì chướng ngại bọn họ mục tiêu cũng toàn bộ đều là chúng ta hô hô nói nơi này thời điểm vương văn trên người phóng thích lạnh băng sát khí xích mà diệp bắt nghe đến đó sau mới chậm rãi mở mắt cặp mắt kia vô cùng đen nhánh thâm thúy đáng sợ đến cực điểm những người đó nói, kế tiếp không cần giết chết, toàn bộ bắt lấy liền hảo. Mặc kệ là bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì thế lực, chỉ cần dám đến trêu chọc chúng ta, đều phải vì thế trả giá đại giới. Chờ tiến hóa dược tề toàn bộ chế tạo xong sau, lại nhất nhất bắt đầu tàn sát, đến lúc đó những cái đó quốc gia, ta cũng sẽ một đám đi bái phỏng. Suy suy. Diệp Bắc Thanh âm thực lãnh, không có bất luận cái gì cảm tình. Đi vào Đông Hải Thị, nhìn thấy cổ nguyệt. Kết quả cổ nguyệt khuyên hắn buông tha nhân loại, lại sau đó trực tiếp dùng tinh thần lực thay đổi cổ nguyệt một ít tư tưởng, mà ở trong lúc này, các nhân loại thủ đoạn càng là ùng ùng không dứt, thậm chí làm ra các loại phát rồ sự tình. Này trực tiếp dẫn tới kết quả chính là, dịp bắt kia cận tồn nhân tính, trở nên càng ngày càng ít. Là, Vương. Vương Văn hoàn toàn không có ý kiến. Thời gian như cũ ở tiếp tục trôi đi. Toàn thế giới, các đại quốc gia thủ đoạn ra hết. Đông Hải thị thất liên, phản phất hoàn toàn từ địa cầu thượng biến mất. Theo thời gian trôi qua, Hoa Hạ Quốc bên này cũng là không có khả năng lại tiếp tục bưng kính, sớm hay muộn có bại lộ một ngày. Bất quá! Đương toàn thế giới không khí đều lặng yên trở nên quỷ dị khi, có một nhóm người lại là hưng phấn tới rồi cực điểm. Quy! Vương đã tới rồi Đông Hải Thị. Hơn nữa hoàn toàn thống chế bên kia, chúng ta hiện tại qua đi sao? Mễ Quốc! Một đống xa hoa biệt thự trung, một người làng da ngăm đen nam nhân, cầm mã hóa vệ tinh điện thoại, đang ở trò chuyện, nói những lời này khi, nguyên bản nghiêm túc lạnh băng gương mặt, toàn bộ đều là cùng nhiệt cùng hưng phấn. Tạm thời không được. Vương cũng không có triệu tập chúng ta. Hắn yêu cầu chúng ta thời điểm, tự nhiên sẽ tìm đại gia, biết hắn ở Đông Hải thị là được, ít nhất Vương không chết, Sahara sa mạc kế hoạch là nhân loại thất bại, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, thần thú liền sẽ lại lần nữa thống trị toàn bộ thế giới, chúng ta làm tín đồ, toàn bộ đều sẽ trở thành nó trung thành nhất, nhất đắc lực bộ hạ. Điện thoại bên kia, khí thế uy nghiêm, nói chuyện thời điểm, trong giọng nói còn mang theo hưng phấn cùng run rẩy là tộc trưởng bất quá ta nghe nói đế đi hoa hạ quốc đông hải thị nam nhân tiếp tục nói ta biết nàng có quan trọng phát hiện thần thú văn minh sự tình giống như các nhân loại cũng biết một ít vừa lúc đế tiếp xúc tới rồi này đó cơ mật gần nhất bởi vì nghỉ phép có thời gian qua đi đến nỗi chúng ta nói kiên nhẫn chờ đợi là được yên tâm đi tộc trưởng ta biết nên làm như thế nào chuyện này ta sẽ mau chóng thông tri mọi người nam nhân nói lời này khi ánh mắt vô cùng kiên định đúng vậy. Này hai gã đang ở trò chuyện người, đúng là mất mát tộc nhân. Đi vào nhân loại thế giới trung thời gian không dài, nhưng là bằng vào thành phẩm tiến hóa dược tề, bọn họ ở trí tuệ phương diện xa xa dẫn đầu, không chỉ có đạt được các nhân loại tín nhiệm, thậm chí còn nắm giữ không ít quyền lực. Đương mất mát các tộc nhân ở nhanh chóng chuyển cáo Diệp Bắc ở Đông Hải thị tin tức khi. Bảy ngày lúc sau. Diệp Bắc bên này, cũng được đến một cái phi thường đáng giá hưng phấn tin tức. Một con biến dị con khỉ, kích động nhảy tới Diệp Bắc bên cạnh vương. Đông Hải thị bên này, đã kiến tạo 120 điều sinh sản tuyến, hơn nữa chuẩn bị cũng đủ nhiều tài liệu, tương lai 3 ngày thời gian, ngày đêm không ngừng sinh sản tiến hóa dược tề, tuy rằng vô pháp làm sở hữu biến dị giả thú cùng nhân loại tiến hóa, nhưng là ít nhất có thể hoàn thành 1 phần 10, kế tiếp chỉ cần cũng đủ thời gian là được. Mặt khác, chúng ta ở một nhà viện nghiên cứu trung, phát hiện thần thú văn minh tin tức. Biến dị con khỉ nói thần thú văn minh khi, hai mắt đều sáng lên. Đến nỗi dịp bắt, cũng là mở to hai mắt trực giác nói cho hắn, lúc này biến dị con khỉ nhóm phát hiện, cực có ý nghĩa. Chương 328, trở về chốn cũ. Thời gian trôi qua thật sự mau. Hoa hạ quốc bên này, mấy ngày qua, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở mở học. Những cái đó cao tầng nhóm, một đám hai mắt đỏ bừng, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi, cơ hồ chỉ có một hai cái giờ không đến. Sinh vật học gia. Động vật học gia nhóm. Càng là ở không ngủ không nghỉ làm nghiên cứu, biết Đông Hải thị chân tướng bọn họ, tất cả đều rất rõ ràng, Mỗi một phút mỗi một giây lãng phí, liền ý nghĩa có vô số sinh mệnh sẽ vì này trả giá đại giới. Chỉ là không nỗ lực còn hảo. Khi bọn hắn dùng hết toàn lực, tìm mọi cách, bất kể đại giới nỗ lực lúc sau, cuối cùng lại là thống khổ phát hiện, đối với biến dị giả thú, vẫn như củ bó tay không biện pháp, không hề biện pháp, hơn nữa vô cùng khắc sâu lý giải tuyệt vọng này hai chữ. Hoa Hạ Quốc, tối cao viện nghiên cứu. Khi khí thế uy nghiêm thủ trưởng, cùng với mặt khác 8 người, mấy ngày này trừ bỏ bình thường sự vật ngoại một con đều là ngốc tại nơi này. đương một người nhà khoa học vừa mới buông đỉnh đầu công tác, thủ trưởng đó là đi nhanh về phía trước đi qua, thế nào? Tìm được biện pháp sao? Có thể đối phó những cái đó đáng chết biến dị giả thú đi. thực xin lỗi thủ trưởng, ta, ta không tìm được biện pháp. ai? liên tục vài thiên, cơ hội như vậy đối thoại xuất hiện không dưới ngàn biến. ngày thứ tám khi thủ trưởng rốt cuộc mang theo một vị màu đen tây trang tiên sinh rời đi nơi này, chỉ để lại mặt khác bảy tên tiên sinh ở chỗ này thủ một khi có bất luận cái gì tiến triển, đều trước tiên liên hệ. Một chỗ phi thường ẩn nấp phòng họp. Hai gã nam nhân mặt đối mặt mà ngồi. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là mấy ngày qua, Đông Hải thị bên kia mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tin tức truyền ra, đối bọn họ mà nói, này tuyệt đối là lớn nhất tra tấn. Lý Trung Quốc hy sinh sau Đông Hải thị bên kia, ta an bài kính xuyên thay thế hắn vị trí, căn cứ mới nhất tình báo, những cái đó biến dị giả thú đem toàn bộ thành thị biến thành phế tích, để lại gần hơn một ngàn vạn người, trong đó cũng có không ít người vẫn như cũ suy nghĩ biện pháp cho chúng ta truyền tống tin tức. Hơn nữa này đó biến dị lũ giả thú, tự hồ ở chế tạo một loại không biết tên tiến hóa dược tề, sản xuất hàng loạt, đối đông hải thị tất cả nhân loại cùng lũ giả thú sử dụng. Hai người ngồi xuống sau, thủ trưởng chậm rãi mở miệng, hai tóc mai bạch. Này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đối hắn mà nói, phản phất đi qua đã nhiều năm. Thủ trưởng. Đối diện nam nhân trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi mở miệng. Nhưng là thủ trưởng lại là trực tiếp tiếp tục nói, những cái đó biến dị lũ giả thú đang ở thành lập trật tự mới bọn họ có siêu việt nhân loại trí tuệ viễn siêu nhân loại thân thể tố chất trước kia thời điểm là nhân loại nô dịch chủng tộc khắc sinh vật mượn chúng nó lực lượng vì nhân loại sáng tạo tài phú mà hiện tại biến dị giả thú xuất hiện đem hết thảy đều phản lại đây nói tới đây khi thủ trưởng lúc này mới hoàn toàn dừng lại cặp kia che kính tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nhân thủ trưởng ý của ngươi là lý tiên sinh làm thủ trưởng tâm phúc cũng là trừ bỏ thủ trưởng ở ngoài, biết đến bí mật nhiều nhất người, nghe đến đó khi, hắn đồng tử co rụt lại, như thế nào có thể không rõ ý tứ. Không sai, cùng ngươi tưởng giống nhau. Có lẽ này đang biến dị lũ giả thú cùng thần thú văn minh có quan hệ. Hô. Câu này nói ra tới khi, thủ trưởng lại lần nữa thật sâu hít một hơi. Lý Tiên Sinh nghe đến đó, khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy, chẳng lẽ, chúng nó lại về rồi. Nếu thật là chúng nó nói, lấy chúng ta đạt được tư liệu, nhân loại căn bản là không phải đối thủ a. Nhưng là, ta vẫn luôn tưởng không rõ, nếu thật là thần thú văn minh, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đem nhân loại hoàn toàn hủy diệt, chính là vẫn luôn ở đại Tây Dương cùng Sahara sa mạc bên kia. Thậm chí lúc này, cũng chỉ là chiếm cứ Đông Hải thị mà thôi. Ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, mặc kệ bọn họ là cái gì mục đích, xem ra chúng ta đều cần thiết đổi một loại phương thức. Từ mễ quốc cuộc khởi khi, thần thú văn minh cũng đã công khai hơn 200 năm, hiện tại. Chỉ có thể khởi động cái loại này vũ khí. Ân nói chuyện đến nơi đây kia, hai người thật mạnh gật gật đầu trên thực tế trừ bỏ hoa hạ quốc bên này ở ngoài mặt khác tứ đại lưu manh biết bí mật cao tầng nhóm cũng bắt đầu đem sự tình hướng tới thần thú văn minh phương diện tự hỏi mễ quốc nhà trắng kim mao tổng thống dựa vào ghế dựa thường trong tay lật xem một phần văn kiện sắc mặt lại là càng thêm âm trầm phái đi đông hải thì các quốc gia tiểu đội đến bây giờ mới thôi đều không có bất luận cái gì đáp lại phỏng chừng toàn bộ gặp chuyện không may đám kia biến dị lũ giả thú lực lượng, rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nói chuyện khi, khi kim sắc đầu tóc còn phiêu a phiêu. Ân. Nhưng là thực mau, kim mau tổng thống lại nghĩ tới một vấn đề, nếu. Sahara đại sa mạc viện nghiên cứu, còn có thực nghiệm đảo bên kia, cái gọi là biến dị giả thú nghiên cứu, căn bản là không có thành công, này đó biến dị lũ giả thú trung có thần thú văn minh bóng dáng nói. Nghĩ vậy nhi, kim mau tổng thống hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập trong tay hắn cầm này phân văn kiện mặt trên, rõ ràng viết một hàng tiếng Anh chữ cái, ý tứ là, thần thú văn minh cùng mỹ quốc. Anh quốc, nước Pháp, Nga. Trải qua mấy ngày này điều chỉnh, bọn họ cũng sôi nổi ý thức được sở đối mặt địch nhân chân chính đáng sợ chỗ. Đương toàn thế giới cường quốc, đối biến dị giả thú quân đoàn tiến hành mới nhất đánh giá khi. Đông Hải Thị, hết thảy đều chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Một cái màu ngân bạch mãn xà cùng một con biến dị con khỉ, đang ở nhanh chóng đi tới. Vương, hôm nay chúng ta tổng cộng sinh sản 200 vạn chi tiến hóa dược tề, ưu tiên làm bộ phận loài chim tiến hóa, có chúng nó trợ giúp, có thể nhẹ nhàng theo dõi Đông Hải thị chung quanh hết thảy tình huống, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, hiệu suất cao. Biến dị con khỉ, hai chân đứng thẳng, vừa đi, một bên cung kính đối với Diệp Bắc hội báo gần nhất Đông Hải thị bên này tình huống, một màn này phi thường thần kỳ, phi thường chấn động, bởi vì này con khỉ nói vẫn là hoa hạ quốc ngữ ngôn, trừ bỏ ngoại hình cùng nhân loại có thật lớn khác biệt ở ngoài, cái khác địa phương, viễn siêu nhân loại. Diệp Bắc, thực không tồi. Chỉ là một ngày 200 vạn chi, tốc độ quá chậm, nghĩ cách đem biến dị dược tề phối phương tiết lộ đi ra ngoài, làm toàn thế giới đều cho rằng chỉ cần đạt được phối phương, đề cao nhân loại tố chất, liền sẽ rảo bước tiến lên tân thời đại, nói như vậy, toàn cầu tiến hóa sẽ càng mau. Là, Vương. Điểm này chúng ta đã nghĩ tới. Đông Hải Thị bị bắt giữ nhân loại số lượng quá nhiều, trong đó không thiếu có một ít người không ngừng đem nơi này tình báo tiết lộ đi ra ngoài, trong đó khẳng định cũng có tiến hóa dược tề phối phương, đối này chúng ta cũng không có ngăn cản. Biến dị con khỉ một bộ nghiêm túc bộ dáng, nghiêm túc phân tích nói, nếu không sai nói, nhân loại bên kia khẳng định cũng ở tích cực nghiên cứu, chỉ là bọn hắn trước mắt vô pháp xác định dược tề chân thật tính cùng tác dụng phụ, lấy các nhân loại tính cách, một khi biết tiến hóa dược tề cường đại, bọn họ tuyệt đối sẽ điên cùng sinh sản. Thanh âm lời thề song sắc, theo trong khoảng thời gian này cùng nhân loại tiếp xúc, biến dị lũ giả thú đối nhân loại nắm chắc, cũng có cực đại trình độ đề cao, ít nhất đem nhân loại một ít cơ bản ý tưởng đều cấp nghiền ngẫm rõ ràng. Nói chuyện chi gian, phía trước dẫn đường biến dị con khỉ đột nhiên dừng lại. Mà Diệp Bắc ở nhìn đến phía trước vật kiến trúc sau, còn lại là thoáng thất thần. Thần thú văn minh tin tức, thế nhưng ở chỗ này phát hiện. Cái này địa phương, hắn Diệp Bắc chính là quen thuộc thật sự a. Chương 329, nhân loại khởi nguyên cùng nguy cơ. Đông Hải thị sinh vật nghiên cứu trung tâm. Đây là Đông Hải thị phi thường nổi danh viện nghiên cứu chi nhất, tọa lạc ở Đông Hải thị phía tây, chung quanh cây xanh vần quanh, tất cả đều là từng hàng thấp bé vật kiến trúc mặt trên soát bạch sơn liền tính là ban ngày nơi này cũng là mở ra đèn từ nơi xa xem nơi này có vẻ vô cùng thần bí tràn ngập học thuật hơi thở thậm chí ngay cả đông hải thì phát sinh chuyện lớn như vậy kiện bên này cũng không có gặp đến nhiều ít phá hư ăn mặc nghiên cứu phục biến dị con khỉ còn có một người danh thoạt nhìn học thức viên bác vô cùng cơ trí nhà khoa học các nhân loại xuyên qua ở trong đó vương thần thú văn minh tin tức chính là ở cái này địa phương phát hiện biến dị con khỉ nhanh chóng giải thích mang ta qua đi. Suy suy. Diệp Bắc phun tin tử, thanh âm có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng là hắn trong lòng, lại là kinh ngạc cảm thán thật sự, cái này viện nghiên cứu lúc trước chính là cùng Diệp Thị Tập đoàn từng có hợp tác, Diệp Bắc đã từng đã tới một lần, thậm chí còn nhìn thấy quá nơi này tối cao người phụ trách, quách ôn luân tiến sĩ. Nếu không phải trở thành một con rắn, có lẽ hắn Diệp Bắc cả đời sẽ không biết thần thú văn minh sự tình. Thậm chí đến sau trời xà xâm lớn địa cầu, hắn đều là một mảnh mờ mịt một đường thông suốt không bị ngăn trở. Ba phút lúc sau, Diệp Bắc cùng biến dị con khỉ xuất hiện ở này viện nghiên cứu, một cái đặc thù phòng thí nghiệm trung, nơi nơi đều bày kỳ quái dụng cụ, liền cùng Sahara đại sa mạc phía dưới phòng thí nghiệm không sai biệt lắm. Hơn nữa, đương Diệp Bắc tiến vào nơi này đồng thời, hắn hai mắt chậm rãi sáng lên. Vừa rồi còn nghĩ tới Quách Ôn Luân, không nghĩ tới thế nhưng vừa tiến đến này phòng thí nghiệm, liền thấy được hắn. "Con khỉ tiên sinh, ngài, ngài đã tới." Quách Ôn Luân mang một bộ màu đen lão thị kính, Mấy ngày qua, hắn cơ hồ là chứng kiến Đông Hải thị từ phồn hoa đến suy bại toàn bộ biến hóa, hết thảy đều phản phất là ở trong một đêm mà thôi. Bất quá, hắn phi thường thông minh, đương biến dị giả thú đi vào viện nghiên cứu sau, trước tiên đó là đầu hàng. Là một người nhà khoa học, không cần cái gọi là ngạo cốt, đương nhìn thấu thế giới này bản chất lúc sau, hắn rất rõ ràng. Người cầm quyền sở yêu cầu, chỉ là có hay không giá trị thôi, đương chính mình có cũng đủ tác dụng khi, liền tính chủng tộc bất đồng, cũng có thể sống sót. Cho nên, hắn mới có thể vẽ mặt nghiêm túc nói ra con khỉ tiên sinh này bốn chữ. Phòng thí nghiệm trung, còn có hai gã tuổi trẻ trợ lý, bọn họ nhưng không có quách ôm luân giác ngộ, nhìn đến dịp bắt cùng biến dị con khỉ sau, hai người trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, căn bản nói không ra lời. Hắn là chúng ta biến dị giả thú quân đoàn vương, các ngươi nghe hảo, kế tiếp vương bất luận vấn đề gì, các ngươi đều phải đúng sự thật trả lời, nói cách khác, kết cục chính là chết. Biến dị con khỉ đôi tay chống nạnh, khí thế hôi hổi, nói chuyện thời điểm, càng là nhe răng trợn mắt. Là, là, là. Đúng vậy. Quách ôn luân còn có kia hai gã trợ lý thân thể phát trung, đem ánh mắt đặt ở dịp bắt trên người kia, đồng tử mảnh xúc, trong đầu mặt nháy mắt liền nghĩ tới không lâu phía trước ở trong màn hình xuất hiện cái kia thật lớn mãn xà. Thần thú văn minh tin tức cho ta xem. Xuy suy Dịp bắt hiếp mắt, phun tinh tử, nhàn nhạt nói. Chính mình hiện tại là một con rắn, tuy rằng cùng quách ôn luân đã từng nhận thức, nhưng là này cũng không đại biểu yêu cầu đối hắn tới điểm đặc quyền. Là, xà vương. Quách ôn luân phản ứng thật mau. Nói chuyện thời điểm, nhanh chóng mở ra hắn bên cạnh một máy tính, hơn nữa liên tục đưa vào rất nhiều lần mật mã, đồng thời trong miệng thanh âm cũng một khắc không ngừng, nói thật, ở được đến này đó tin tức phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy đa viên thuyết tiến hóa là phi thường chính xác, lật đổ một môn học thuật, yêu cầu cực đại dũng khí, tựa như thời cổ có người đưa ra địa cầu là viên, thái dương là vũ trụ trung tâm các nhân loại thích dùng chỉ có tri thức đi cân nhắc hết thảy, ai ngờ tương đối khắp cả vũ trụ mà nói, nhân loại nhỏ bé đến giống như vi khuẩn giống nhau. Xích xích. Nói chuyện chi gian, máy tính mở ra. Ân. Ừ. Đầu tiên xuất hiện chính là một hình tam giác đôi mắt. Nhìn đến nơi này khi, Diệp bắt ánh mắt một ngưng, trong máy tính mặt xuất hiện rõ ràng chính là ác ma chi mắt, mặc kệ là khi nào, chỉ cần nhìn đến này con mắt, đều có thể cảm giác được một cổ quỷ dị tinh thần dao động. Xà thần, này đồ án là thần thú văn minh đồ đằng, căn cứ bọn họ văn minh xưng hô, cái này kêu làm thần mắt. Tuy rằng chỉ là một trương đồ án mà thôi, nhưng là này con mắt phản phất có được thần lực lượng, đến nay chúng ta cũng không có nghiên cứu ra tới vì cái gì. Quách ôn luân trong lòng tuy rằng sợ hãi thật sự, nhưng là trong miệng lại không ngừng nói, hắn minh bạch chỉ có đem chính mình uyên bác tri thức không ngừng thể hiện, mới có thể làm đối phương biết chính mình giá trị, chỉ có như vậy, mới có thể sống được càng lâu. Bang! Ngón tay thật mạnh gõ một chút bàn phím. Ác ma chi mắt biến mất thay thế chính là đặt ở trên mặt bàn một cái folder. Nơi này là một đoạn video về thần thú văn minh tin tức liền ở bên trong, trên thực tế này tư liệu rất sớm trước chúng ta liền tiếp thu tới rồi, thẳng đến gần nhất mới phá giải. Thậm chí còn không có tới kịp giao cho mặt trên xem. Nghe đến đây, dịp bắt lúc này mới chậm rãi mở miệng, trực tiếp mở ra này video đi. Lúc trước ở mất mát trên đảo khi, dịp bắt chính là xông vào thần thú văn minh di tích, bên trong kia thật lớn thần thú hình chiếu đều xuất hiện quá, nói thật, giờ phút này dịp bắt nội tâm, cũng không có bao lớn gợn sóng, gần chỉ là mang theo vài phần tò mò mà thôi. Nhưng là bên cạnh biến dị con khỉ, quách ôm luân, còn có kia hai gã trợ lý biểu tình lại là phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Vương, nơi này đồ vật, tương đối nghiêm trọng. Biến dị con khỉ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Tư tư tư. Thanh âm rơi xuống khi, máy tính trung xuất hiện một đống màu trắng bông tuyết, sau đó cái kia video mở ra, bên trong xuất hiện một phen 5 mét rất cao thật lớn ghế đá, ghế trên mặt càng là rậm rạp có khắc kỳ quái đồ án tháp tháp ngay sau đó máy tính trung truyền đến một trận giàu có tiết tấu tiếng bước chân ngay sau đó một đầu toàn thân đen nhánh thân thể mặt ngoài phản phất trang bị một tầng thật dày khôi giáp quái vật đã đi tới này quái vật bộ dáng vô cùng dữ tợn thân thể độ cao ít nhất ở 20 mươi mét trở lên tổng cộng có 6 chỉ cánh tay đầu thoạt nhìn như là dương đầu nhưng là rồi lại so dương toàn cục gấp 10 lần đều không ngừng này màu đen khôi giáp hạ khinh thường hắn chân chính gương mặt nhưng là cặp kia huyết hồng đôi mắt thoạt nhìn lại là vô cùng thấm người hơn nữa này quái vật nhất cử nhất động đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế liền tính là dịp bắt cách màn hình máy tính biết rõ này chỉ là rất sớm liền lục xuống dưới video như cũ cảm giác được một tia bất an Trầm quái vật sau khi xuất hiện một mông liền ngồi ở ghế đá thượng phát ra rầm kim loại thanh chúng ta còn sống trầm thấp nghẹn ngào thanh âm này phản phất còn có vô tận ma lực làm dịp bắt cảm giác thân thể đều ngây ngẩn cả người mà bên cạnh quách ôn luân càng là sắc mặt trắng bệch mỗi một lần xem này video thời điểm hắn đều là như thế. Video Trung Cái kia quái vật thanh âm còn ở tiếp tục. Chương 330, đã từng địa cầu chúa tể. Phòng thí nghiệm trung, phi thường yên tĩnh. Biến dị con khỉ nhìn trong máy tính mặt khi, thân thể cũng là hơi hơi phát trung lên, cái loại này không hiểu sợ hãi, vô cùng quỷ dị. Video trung. Cái kia cả người đen nhánh sắc khôi giáp quái vật, thanh âm nghẹn ngào, đang ở tiếp tục nói, lúc trước chúng ta rời đi địa cầu thời điểm, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đóng băng hơn nữa để lại một đám nhất hèn mọn tộc đàn, vô mau con khỉ. Tuy rằng các ngươi chỉ số thông minh cũng không phải rất cao, nhưng là ở chúng ta thần thú tộc rời đi sau, hẳn là có thể chậm rãi trở thành địa cầu thượng cường đại nhất chủng tộc. Làm chúng ta trung thành nhất người hầu, thỉnh ở 10 năm lúc sau, nên đón chúng ta trở về, hơn nữa bỏ sở hữu phòng ngự vũ khí. Đến lúc đó chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu dùng địa cầu thượng hết thảy tài nguyên, sát hồi trận địa địch. Tranh đoạt thuộc về vinh quang của chúng ta. Ân. Ừ. Nói nơi này khi, Diệp Bắc trong ánh mắt lập lòe ra một tia không thể tưởng tượng quang mang. Này quái vật tuy rằng lời nói rất đơn giản, nhưng là bên trong để lộ ra tới tin tức, chính là vô cùng khổng lồ A. À. Đầu tiên, bọn họ xưng đã từng rời đi địa cầu thời điểm, thông qua đặc thù thủ đoạn, đóng băng một đám vô mau con khỉ. Nếu không sai nói, đó chính là nhân loại. Tiếp theo chính là thần thú văn minh sẽ 10 năm lúc sau trở về, có được vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, còn có đáng sợ thân thể tố chất bọn họ, đây là muốn một lần nữa đoạt lại địa cầu, quét ngang hết thảy sinh vật a cuối cùng chính là thần thú văn minh tự hồ ở trong vũ trụ gặp phiền toái yêu cầu địa cầu thượng tài nguyên đi cùng khác thế lực khai chiến k hơn nữa đương video phóng tới nơi này khi hoàn toàn tới xà thần này đoạn video là không lâu phía trước chúng ta ngoài ý muốn đạt được đến từ chính ngoài không gian tín hiệu căn cứ ta suy đoán nếu không sai nói quốc gia khác cũng có một ít thế lực tiếp thu tới rồi bởi vì thần thú văn minh khởi nguyên cùng địa cầu hơn nữa cùng nhân loại văn minh có chặt chẽ liên hệ video căn bản không cần phá giải là có thể đủ lý giải bọn họ ý tứ quách ôm luôn lại lần nữa mở miệng suy suy diệp bắt lúc này mới phục hồi tinh thần lại trong miệng phun ra màu đỏ tươi tinh tử địa cầu sở gặp đến nguy cơ thật đúng là nhiều a à, sao trời xà thần thú văn minh nhân loại có thể an toàn vượt qua mấy ngàn năm này vận khí thật là nghịch thiên bất quá hiện tại có ta ở đây có biến dị giả thú đàn ở hết thảy đều có tân biến hóa Diệp bắt thanh âm rất nhỏ, lẩm bẩm nói. Bá. Sau đó lúc này mới nhìn về phía quách ôn Luân. Mười năm thời gian, này tín hiệu là khi nào tiếp thu đến. Còn có, có thể xác định bọn họ khi nào đến địa cầu sao. Vấn đề này trọng yếu phi thường. Nhưng mà. Quách ôn Luân bị hỏi đến nơi này khi, trên mặt cơ bắp không tự giác triều động vài cái, hơn nữa nhìn về phía dịp bắt thời điểm, trong ánh mắt mang theo rất nhiều sợ hãi, cái kia. Xà, xà thần. Chẳng lẽ, các ngươi không phải thần thú văn minh tiên phong bộ đội sao? Ách! Lời này làm Diệp Bắc thoáng sửng sốt. Căn cứ kia quái vật lời nói, trên thực tế là căn bản vô pháp phán đoán thời gian, vũ trụ trung, tín hiệu truyền bá, cũng yêu cầu đại lượng thời gian. Này video truyền tới địa cầu thượng khi, nói không chừng thần thú văn minh tùy thời đến. Cũng khó trách quách ôn luân sẽ cảm thấy biến dị giả thú quân đoàn chính là thần thú văn minh. Chúng ta cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Diệp Bắc phun tin tử, nói xong câu đó sau, không hề để ý tới quách ôn luân cùng hắn hai gã trợ lý biểu tình trực tiếp xoay người hướng tới phòng thí nghiệm bên ngoài di động qua đi biến dị con kỹ lập tức đuổi kịp vương sao lại thế này tới rồi phòng thí nghiệm ngoài cửa biến dị con khỉ có chút không rõ hỏi đến trừ bỏ tiến hành tiến hóa dược tề nghiên cứu ở ngoài mặt khác phá dịch thần thú văn minh khoa học kỹ thuật sự tình cũng cần thiết nhanh hơn tốc độ mặt khác nhân loại kiến tạo này đó thật lớn xi si măng thành thị thật sự là quá chiếm diện tích, bằng mau tốc độ cải tạo, đem Đông Hải thị biến thành toàn bộ địa cầu lớn nhất nhà xưởng. Diệp Bắc lạnh lùng nói. Hai mắt hiếp lại. Nói thật, mặc kệ là đối sao trời xà vẫn là thần thú văn minh bên trong quái vật, lại có vô hạn tiến hóa hệ thống Diệp Bắc, càng có rất nhiều chờ mong, chỉ có không ngừng có tân cường đại chủng tộc lại đây, chính mình mới có thể tiến hóa đến càng mau, trở nên càng cường. Là, Vương. Biến dị con khỉ căn bản vô pháp nhìn thấu Diệp Bắc suy nghĩ cái gì, bất quá nghe được mệnh lệnh sau, Hắn đó là lập tức gật đầu, hơn nữa nhanh chóng trời đi, đem Diệp Bắc Mệnh lệnh cấp truyền đạt đi xuống. Thật là chờ mong a. À. Trước kia thời điểm, một con đều đem ánh mắt tụ tập ở một cái nho nhỏ địa cầu, vũ trụ cuồn cuồng, vô tận sinh mệnh thể. Kia mới là ta kế tiếp chiến trường. Địa cầu, cần thiết mau chóng khống chế. Nhìn kia tràn ngập màu đen khói đặc không trung, Diệp Bắc ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tràn đầy lạnh lẽo. Đông Hải thị sinh vật viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm. Lão sư. Này đó bọn quái vật thật là thần thú văn minh sao? Cái kia đã từng địa cầu chúa tể, thậm chí ở cái kia thời đại, toàn nhân loại đều là bọn họ người hầu. Đương Diệp bắt, biến dị con khỉ rời đi sau, một người tuổi 25 tuổi tả hữu trợ lý, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, vội vã hướng về phía quách Ôn luân hỏi đến, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ cùng nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi kia đoạn video, này hai gã trợ lý vẫn là lần đầu tiên quan kháng. Quách Ôn luân lắc lắc đầu, hai mắt khôi phục bình tĩnh, hơn nữa có vẻ phi thường thâm thúy, người hầu. Có lẽ đi nhưng là ta cảm thấy càng như là mặt khác một loại quan hệ thật giống như hiện tại nhân loại thích đem mưu cùng cẩu đương sủng vật giống nhau có lẽ ở cái kia văn minh trung nhân loại cũng chỉ là sủng vật cung cấp bọn họ ngoạn nhạc thực nghiệm không có khả năng mặt khác một người trợ lý nghe được trực tiếp nhảy ra tới lão sư tuyệt đối không có khả năng nhân loại cũng là có được cao trí tuệ sinh vật sao có thể đưa người hầu cậu có thể nghe hiểu người ta nói lời nói teddy thậm chí có thể hai chân đứng thẳng đi đường bên ngoài này đó quái thú nhóm, các ngươi cũng đều thấy được, ở trí tuệ phương diện, còn có thân thể tố chất phương diện, bọn họ viễn siêu chúng ta nhân loại. Quách ôm luân không chút khách khí. T. Hai gã trợ lý nghe đến đó sau, tất cả đều bắt đầu hít hà một hơi lên. Trong ánh mắt toàn bộ đều là tuyệt vọng cùng mất mát. Lấy bọn họ chỉ số thông minh, chỉ cần hơi chút tự hỏi một chút, liền không khó phát hiện quách ôm luân theo như lời thị phi thường có đạo lý. Bất luận cái gì sinh vật, đều là cường giả vi tôn nhân loại thống trị địa cầu thời điểm cái khác sinh vật trở thành này ngoạn vật đồ ăn đương có càng cường sinh vật thống trị địa cầu khi nhân loại vận mệnh có thể nghĩ a à. chỉ là loại kết quả này quá khó làm nhân loại tiếp thu thậm chí bị vô số nhân loại từ nội tâm sở phủ định thôi nói trắng ra là những cái đó phủ định loại này quan niệm nhân loại chính là bởi vì quá mức yếu đuối tồn tại mới có thể đủ có cơ hội các ngươi cùng ta nhiều năm như vậy đưa các ngươi một câu liền tính chủng tộc bất đồng nhưng là có giá trị như vậy đủ rồi Chứng minh chính mình giá trị là có thể đủ càng tốt sống sót Quách ôn luôn làm ra tổng kết Hai gã trợ lý cái hiểu cái không gật gật đầu Nhưng là kế tiếp quách ôn luôn một câu Trực tiếp làm này hai gã trợ lý cảm thấy một mảnh mờ mịt Vừa rồi cái kia màu ngân bạch mãn xà Biến dị giả thú quân đoàn vương Tuy rằng nó ánh mắt lạnh băng nhưng là Ta cảm giác ta cùng nó tự hồ trước kia ở địa phương nào gặp qua